thì nếu mà như cô chú anh chị mình lắp đi xa đó thì mình cũng có thể lắp cái ống dài ra nha, đó mình có thể treo ở trước cửa hoặc là sân vườn đó. Còn cái đầu vào nè, cả nhà thấy không, mình gắn vào xô nước nha, bảo hành 3 tháng. Giờ đương nhiên bảo hành máy nha, còn những cái này nếu mà như nghẹt á thì mình phải tháo ra, mình lấy cái kim mình tọt vệ sinh đó nha. Cả nhà thấy rất là dịu ha. Chào cô chú anh chị, máy bung xương thì ngày xưa rất là đắt tiền, tới vài triệu một máy, nhưng mà hiện tại thì giá khá là rẻ, có vài trăm ngàn thôi, nên là hiện giờ bà con mình sử dụng rất là nhiều. Thì cái công dụng của nó đó, khi mình bung xương ở những cái khu vực mà có nhiều bụi á, thì nó sẽ bám bụi vào, những cái hạt xương nó bám bụi thì làm cho không khí mình sạch ha. Và đặc biệt là cái mùa nắng nóng đó, thì làm cho cái nhiệt độ mình giảm xuống rất là nhiều. Thì cái máy này rất là đơn giản dễ xài, thì Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cả nhà mình lắp ráp nha. Nếu mà như nhà mình xài mình nước sạch đó thì mình chỉ cần sử dụng một cái máy như thế này đó, rồi mình lắp cái đầu hút nước vào, rồi cái đầu phun ra, thì chúng ta sẽ gắn là 5 cái đầu phun xương ha. Đó, những cái đầu phun xương như thế này chúng ta sẽ gắn vào đó, 5 cái ha, và cái đầu cuối nè. Rồi thì nếu mà như nhà mình mà sử dụng nước không có được sạch á, phải mua thêm cái bình lọc này thì nó tốn khoảng 150 đến 200 ngàn, tại vì mình còn những cái phụ kiện như thế này nè cô chú anh chị ha, thì mình sẽ lọc được cái nước sạch để nó không có bị nghẹt cái đầu phun. Còn nếu mà bây giờ nhà mình xài trực tiếp cái nước sạch đó thì mình sẽ bỏ qua cái phần này, nó vừa đỡ công kềnh và vừa đỡ tốn tiền đó ha. Đó thì chúng ta chỉ cần lắp cái đầu phun vào giống như một cái máy bơm nước thôi, máy bơm nước mini, thì một đầu mình gắn vào cái xô nước hoặc là nguồn nước nhà. Cái cục nguồn á, thì chúng ta thấy nè, cục nguồn này là 12V DC ha, thì nó sẽ có đầu cộng và đầu trừ của chú anh chị ha. Thì khi mình cắt ra cái đầu trừ nó có gạch gạch nè, còn lại là đầu cộng. Rồi mình sẽ lắp vào cái đầu đỏ là dây cộng ha, và dây trừ vào đầu xanh. Do đây là nguồn 12V nên rất an toàn về điện của chú anh chị nha. Máy này thì được bảo hành là 3 tháng nè. Rồi nếu mà như mình sử dụng mà cái nguồn điện ở xa đó, mình có thể kéo dây ra, do cái đây là nguồn điện 12V nên nó sẽ an toàn cho mình, không phải điện 220 nha. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái cục adapter, chúng ta kéo điện từ điện nhà ra và chúng ta có thể nối cái sợi dây dài ra. Đó, cả nhà mình lắp vào những cái đầu như thế này. Đó, cả nhà thấy khá là dễ dàng. Rồi mình sẽ lắp những cái đầu phun vô nè. Nên là khi mình xài nước sạch thì nó sẽ không có bị nghẹt. Còn nếu mà nó không phun thì mình phải làm sạch cái đầu phun nha. Cả nhà thấy rất là dễ ha. Đó, do mình sử dụng cái không gian rất là chật hẹp nên là mình sẽ cho những cái đầu phun nó gần nhau. Đó, 5 đầu. Và đây là cái đầu cuối cùng là mình sẽ gắn ở đây. Các anh chị ha. Đó, lắp ra rất là dễ. Cô chú anh chị mình có thể sử dụng mình cái dây quấn á, mình quấn keo, hoặc là mình sử dụng cái dây kẽm ha, mình siết cho nó chặt cho nó không bị tuột ra ha. À, mình sẽ nong nó vào chú anh chị ha. Đó, mình nong vào và mình sẽ gắn vào trong máy. Ở trong máy thì nó sẽ có 2 cái đầu vào đầu ra, thì mình gắn vào cái mũi tên ra nè là cái đầu phun ra ha. Còn nếu mà anh chị mình khó gắn á, mình sẽ lấy cái hột quẹt mình hơ nhẹ cái. Sau khi mình lắp xong ha, đây là cái cục adapter 12V nè. Đó, mình cắm vào điện lưới nhà. Còn cái này á, mình có thể kéo dài nó ra, mình lắp thêm để có thể kéo dài ổ điện. Và điện từ đây qua đây thì có 12V nè. Rất là an toàn của chú anh chị ha. Đây là cái máy bơm nha. Rồi đầu vào là đầu ra nè, nó có mũi tên. Đầu vào á, thì mình sẽ cắm vào xô nước. Đó, và đầu ra là mình sẽ ra những cái đầu phun như thế này. Đó, rất là gọn ha. Đó, cả nhà mình thấy ha, sau khi mình treo giả chiến lên trên cửa nè, nó sẽ làm một cái rèm hơi nước rất là mát, vừa cản được bụi nè, nhiệt độ nè ha, và tạo độ ẩm cho cái căn phòng trước cửa này luôn. Cả nhà mình chú ý, thứ nhất là mình kiểm tra điện đó, coi đúng chiều cộng trừ hay không nè. Rồi cái thứ hai nữa mình coi là nước mình sạch hay dơ nè. Và nếu mà mình xài nguồn nước dơ á, thì mình phải gắn thêm cái bình lọc đầu vào ha. Còn nếu mà mình xài nước sạch thì mình cứ cắm trực tiếp vô mà chạy. Bơm chưa lên á, cả nhà mình có thể tháo một đầu bất kỳ để cho cái máy bơm nó dễ chạy, nó kéo nước lên để cho nó không bị trống hơi. Sau khi mà nước lên đầy đủ trong ống rồi, mình tắt máy, mình lắp cái đầu phun vô, rồi bắt đầu mình sẽ bật điện lại là máy sẽ hoạt động rất là tốt ha.